Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì nhiều người tìm đến bộ môn yoga như là một môn thể thao yêu thích hàng ngày. Lợi ích mà yoga đem lại chính là sự dẻo dai của cơ thể, sự thư thái trong tâm hồn và cả sự sảng khoái về tinh thần. Và nó thì ngày càng lan tỏa trong đời sống cộng đồng ở mọi lứa tuổi. Bởi đây là một hình thức luyện tập thể thao toàn diện, đáng tin cậy trên toàn thế giới. Và trong một buổi sáng đầy năng lượng tích cực như ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng ghé thăm lớp yoga của một cô giáo cấp 2. Đặc biệt lớp học này hoàn toàn miễn phí và dành cho tất cả những ai có nhu cầu đến đây để mà tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Và với việc mở những lớp miễn phí như thế này cũng đã góp phần lan tỏa việc tập luyện yoga mang lại lợi ích sức khỏe đến cộng đồng. Hơn 3 năm qua, đều đặn mỗi sáng trong tuần, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Kha đã gắn bó với lớp yoga miễn phí do chính mình lập ra và đứng lớp trong khuôn viên trường Trung học cơ sở Hoàng Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Lớp học khá bài bản như tiếp thêm niềm vui và nguồn năng lượng sống tích cực cho các học viên đang theo học tại đây. Từ khi làm ban chấp hành công đoàn của trường Trung học cơ sở Hoàng Sa nhiệm kỳ 2017-2022, tôi có ý tưởng là muốn cho toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn trong nhà trường mỗi ngày được hít thở, biết hít thở để mà lên lớp để có năng lượng hơn và giải tỏa bớt stress, đồng thời sẽ giảm bớt một số cái căn bệnh trong cơ thể, ví dụ như là bị thoái hóa đốt sống cổ hoặc là bệnh vai gáy. Trong tâm của tôi là muốn cho mọi người luôn khỏe mạnh, nên là với tấm lòng thiện nguyện là tôi cũng không có lấy tiền cho các thầy cô và tất cả những phụ huynh trong địa bàn cũng đến tập. Ban đầu chuyến là những đồng nghiệp trong trường, những cựu giáo chức đã nghỉ hưu. Hiện lớp học của cô giáo Hà đã lan tỏa và thu hút thêm nhiều học viên là những chị em trên địa bàn phường đến tham gia. Điều đáng nói là lớp dạy hoàn toàn miễn phí cho học viên. Giờ đây lớp học của cô giáo Hà đã trở thành nơi gần kết những người không khỏe mạnh, từ đó mỗi người thêm đăng điều gìn giữ sức khỏe của mình hơn. Sau khi tham gia yoga thì cũng được sự tận tình chỉ bảo của cô Nga và cũng động viên. Đầu tiên là cô theo không được là bởi vì cô già rồi mà bà gần 70 rồi. Cho nên là sau khi thấy cái điều kiện sức khỏe của cô như thế thì là bạn bè cô họ cũng rất là ủng hộ và nhiều người đã đến đây để đi tập là cải thiện sức khỏe rất là nhiều. Vừa vui khỏe mà lại là đến lớp nó rất là vui, có một cái tình cảm như một cái gia đình. Cho nên là đối với cô thì rất là cảm ơn cô giáo yoga, cô Nga, đặc biệt là cô Nga. Chị Nga là người đứng lớp, chị rất là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình với các học viên trong lớp. Hồi trước thì cũng hơi mập, không tự tin để mặc đồ đâu. Nhưng mà từ khi tham gia là tự tin, rất tự tin luôn. Và ai cũng khen là cái này sao dáng đẹp. Có thể nói, giờ đây yoga đã trở thành món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của cô giáo Nga cũng như các thành viên khác trong lớp, bởi cô luôn tâm niệm rằng đến với lớp học này cô nhận được nhiều hơn cho, và đây là điều vô cùng thú vị và ý nghĩa đối với những con đường mà cô đang theo đuổi khi mang lại sức khỏe cho mọi người.